Hi, xin chào các bạn. Ở đây mình đang có một con động cơ liên hợp giảm tốc chân đế đến từ Quanxin. Nó có công suất 400W và đây là mẫu nâng cấp mới. Vậy thì với cái mẫu nâng cấp mới này nó có những cái điểm khác biệt nào? Và thông số kỹ thuật của con 400W này có những cái thông số kỹ thuật nào? Mời các bạn cùng xem hết video. Thì với mỗi một cái sản phẩm của Quanxin thì sẽ được đóng gói trong cái thùng cạc tông như thế này các bạn. Tuy nhiên với những cái công suất nhỏ nha các bạn và những cái công suất mà to hơn thì nhà sản xuất Quanxin họ sẽ đóng vào trong cái thùng gỗ các bạn. Đặc điểm nhận dạng của cái thương hiệu Quanxin, nếu các bạn thấy là với cái thùng logo thì nó sẽ có hai màu xanh và đỏ. Đây các bạn, bên trong thì nó sẽ có một cái phần xốp này, nó sẽ giúp bảo vệ cái sản phẩm động cơ giảm tốc trong quá trình mà vận chuyển ha. Nó sẽ bị không bị cấn móc. Và nó có một cái túi ni lông ở bên trong bọc cái sản phẩm lại, nó sẽ ngăn bụi, giữ cho cái sản phẩm nó luôn luôn mới. Và đây là cái sản phẩm bên trong của chúng ta này các bạn. Với cái dòng này nó là dòng chân đế, thì các bạn thấy cái phần ở đầu phần hộp giảm tốc này nó sẽ có cái phần chân như thế này để lắp đặt vào trong ứng dụng. Và nó nằm theo cái phương ngang như thế này các bạn ha. Tuy nhiên thì với ứng dụng lắp đặt thì có thể lắp đặt theo hướng này hoặc là nhiều hướng khác nhau. Và cái bốc điện này nó cũng là phụ thuộc vào cái hướng các bạn. Có thể là nó nằm bên đây hoặc ở trên hoặc dưới, tùy theo các bạn chọn theo cái hướng như thế nào. À, đây là dòng giảm tốc Quanxin. Và ở đây với cái công suất của động cơ là công suất 400W các bạn ha. Trên tem của động cơ các bạn sẽ thấy được là nó sẽ thể hiện rất là nhiều thông số kỹ thuật ở trên đây, bao gồm mã của động cơ giảm tốc. Với Quanxin họ quy ước ở đây kiểu dáng chân đế sẽ được quy ước là GH và sau đó là thông số của trục cốt. Thì ở đây với cái công suất này là 400W có cái trục cốt ra là 28mm thì nó sẽ tương ứng với cái mã của động cơ là GH28 và tiếp theo là công suất thì nó sẽ là GH28 400W và tiếp nữa là sẽ là tỷ số truyền của cái hộp giảm tốc này. Thì đây là dòng động cơ liền hộp giảm tốc, thì các bạn sẽ thấy được là với cái động cơ của chúng ta nó được lắp đặt liền với giảm tốc. Thì thiết kế của cái động cơ điện này nó sẽ là một cái trục ren, thì với cái trục này nó sẽ được liên kết với cái cơ cấu bánh răng ở cái phần hộp giảm tốc này. Ở bên trong cái này nó sẽ là rotor điện và stator các bạn ha. Rồi tiếp đến là về những cái nâng cấp mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Thì đầu tiên các bạn có thể thấy là ở cái phần đuôi, cái con động cơ liền giảm tốc Quanxin này nó khác so với những động cơ giảm tốc khác và mẫu mã trước đây của Quanxin. Thì ở đây các bạn thấy là nó là kiểu dáng hình bát giác, tức là tám cạnh. Thay vì trước đây họ sản xuất ra là cái hình tròn, sau một quá trình sản xuất sản phẩm đi vào trong sử dụng thực tế thì họ đã thay đổi cái chỗ này thành cái hình bát giác. Thì với cái hình bát giác thì các bạn thấy được nó cũng không chỉ là về làm cho sản phẩm cứng cáp hơn và nó làm đẹp cái sản phẩm, tuy nhiên nó còn một cái liên quan đến cái hiệu suất làm mát của cái con động cơ giảm tốc này. Với cái hình bát giác như thế này nó sẽ tối ưu cái luồng không khí đi vào các bạn, và nó sẽ đưa cái luồng không khí, cái hướng của nó vào nhờ những cái góc cạnh như thế này, nó sẽ làm mát tốt hơn so với cái hình tròn các bạn ha. Luồng không khí nó sẽ đi theo những cái cạnh như thế này và nó làm mát motor hơn. Và đó là cái nâng cấp của cái nắp chụp quạt này, nó sẽ làm tối ưu cái hiệu suất. Và có một điều nữa các bạn có thể thấy là với cái sản phẩm của chúng ta thì thường á, những cái mặt này sẽ là áp vào trong ứng dụng. Có một vài trường hợp là lắp đặt cái mặt này nó sẽ sát với lại cái ứng dụng, thì cái phần vuông vức như thế này, nó thẳng như thế này, nó cũng là một cái lợi ích để giúp cho sản phẩm của chúng ta nó không bị gồ ra như cái hình tròn. Với các bạn thấy cái nắp hình tròn thì nó sẽ có một cái phần nhô ra. Thì đó là cái điểm khác biệt về cái nắp chụp quạt của động cơ giảm tốc Quanxin này. Tiếp đến là các bạn sẽ thấy là ở phần hộp giảm tốc phía trước, nếu như các bạn đã dùng qua cái dòng giảm tốc Quanxin này hoặc là các bạn sẽ thấy một vài mẫu trước đây mà nhà sản xuất Quanxin họ làm ra, thì cái phần này nó sẽ tròn luôn các bạn ha, nó không có kiểu dáng vuông như thế này. Thì thực ra với cái việc mà làm cái hộp giảm tốc mới, cái lớp vỏ bên ngoài mới như thế này, nó sẽ tối ưu cái hiệu suất cơ cấu ở bên trong các bạn ha. Và ngoài ra nó làm cho sản phẩm của chúng ta nó cứng cáp hơn. Thì đó là những cái nâng cấp về cái dòng sản phẩm động cơ giảm tốc Quanxin này. Thì với cái dòng động cơ giảm tốc Quanxin thì các bạn thấy là động cơ điện nó lắp đặt liền với lại cái hộp giảm tốc này. Khi cái đầu vào và cái đầu ra nó không đồng trục các bạn ha, nó không nằm trên một đường thẳng. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn một vài cái thông số kỹ thuật để các bạn có thể nắm bắt được và đưa vào trong bản vẽ thiết kế cũng như là lắp đặt vào trong ứng dụng. Thì ở đây như hồi nãy mình chia sẻ với các bạn, trên cái mã của động cơ giảm tốc Quanxin thì các bạn sẽ thấy được nó có mã là GH28. Thì 28 đó chính là quy ước cho cái trục cốt này nè các bạn, đường kính ra của nó.
Tiếp đến là các bạn sẽ thấy được là phần chân đế của động cơ giảm tốc liền thân Wanshin thì nó sẽ có cái phần chân như thế này. Ở đây nó sẽ có cái vị trí bắt vít các bạn ha, để giúp chúng ta bắt đặt vào trong ứng dụng. Thì cái độ rộng của cái chân đế này. Và tiếp đến là tâm lỗ bắt vít. Và đây là cái độ dài của cái phần chân này các bạn. Và tâm lỗ theo phương này. Và các bạn thấy được là cái chiều dài của động cơ nó sẽ được tính từ phần đầu trục cốt đến phần đuôi của cái nắp chụp này các bạn. Thì vừa rồi mình đã chia sẻ với các bạn về những cái nâng cấp mới của dòng động cơ giảm tốc Wanshin có kiểu dáng là chân đế và thông số kỹ thuật, cụ thể ở đây là mã GH28400W. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.